Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thôi, Tết thì nó cũng hết rồi. Quay trở lại thực tại thôi anh em, quay trở lại với đi học, đi làm thôi. Cái thời buổi này mà còn có việc để làm, còn kiếm được ra tiền thôi là cũng coi như có may mắn rồi. Đấy, đi làm kiếm tiền mấy tháng nữa còn mua iPhone 13. Vèo cái thôi, giờ sắp hết tháng 2 rồi, tầm tháng 9, tháng 10 là ra iPhone mới rồi. Nhanh khủng khiếp luôn. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây để tiếp tục tổng hợp cho mọi người những cái tin tức, những cái rò rỉ nóng hổi nhất, mới nhất và đáng quan tâm nhất về iPhone 13 chuẩn bị ra mắt vào thời điểm cuối năm, để anh em sẵn sàng bán thận. Đầu tiên sẽ là về một cái khá thú vị, đó chính là tên gọi. Thì nhiều khả năng là Apple sẽ không có sử dụng cái tên là iPhone 13 mà sẽ sử dụng cái tên là iPhone 12S, đưa cái dòng S trở lại sau khoảng 2 năm vắng bóng. Lần cuối cùng chúng ta có một thiết bị tên S là XS và XS Max. Lý do thì chúng ta đã cùng nhau bàn luận rất là nhiều trong những video lần trước rồi. Con số 13 là một con số nó rất là đen đủi theo quan niệm của phương Tây. Do đó thì nó có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của một số đối tượng. Ví dụ như là một số người ta đi mua, người ta nghe iPhone còn 13, số 13 xấu, người ta không mua. Thế là tụt giảm doanh số, đúng không? Và thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược marketing của Apple ở một số những cái thị trường nhất định. Không nói đâu xa nhá, các bạn nào mà ở nhà chung cư giống kiểu của mình ấy, các bạn đi vào thang máy, các bạn sẽ không bao giờ thấy có cái tầng nào là tầng 13. Các bạn đi dạo một vòng quanh một tầng, các bạn sẽ không thấy có một cái phòng nào nó tên là phòng số 13 cả. Đó, đi mua hàng mà bảo người ta là căn này của chị là căn ở tầng 13, phòng số 13 thì không ai người ta mua hết, đúng không? Do đó thì cái tên gọi là iPhone 12S thì hoàn toàn khả thi. Anh em nghĩ sao? Và thêm vào đó, song song với cái tên gọi là iPhone 12S thì mình nghĩ là thiết kế của iPhone mới trong năm nay thì chắc chắn là nhìn nó vẫn sẽ giống hệt như thế này thôi. Đó, bởi vì Apple thì mới đổi thiết kế ở trên dòng 12 rồi. Do đó thì chỉ sau một năm thì cái việc có một cái thiết kế mới gần như là không thể xảy ra. Do đó thì anh em nào mà mới mua iPhone 12 ấy thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm là dùng hết năm nay, nhìn nó vẫn cứ mới và nhìn nó vẫn cứ là sang chảnh. Không cần thiết là phải update lên iPhone 13 làm cái gì. Mình cứ tạm gọi là iPhone 13 nhé. À, iPhone 12 năm nay thì mới đầu năm cũng đang có chương trình giảm giá cực kỳ ok tại chuỗi thống của Cellnet, giảm tận 4 củ liền. Đường link sẽ có sẵn ở phía bên dưới để anh em có thể tiêu tiền thưởng Tết làm sao cho nó xịn sò nhá. Nhưng đấy là iPhone 12, còn đối với những anh em nào mà mới mua iPhone 12 Pro hay là iPhone 12 Pro Max thì mình nghĩ là khả năng cao là cũng sẽ có phần gọi là tiếc nuối đấy. Bởi vì sao? Vì iPhone 13 Pro và Pro Max gần như chắc chắn là sẽ có màn hình 120Hz và sẽ sử dụng cái tấm nền LTPO đến từ Samsung. Đó, 120Hz nó xịn như thế nào, nó mượt ra sao thì mình nghĩ là không cần phải nói nhiều nữa, đúng không? Để cho mọi người dễ hiểu ấy, thì nếu như mọi người dùng con 12, 12 Pro, 12 Pro Max mọi người đã thấy mượt rồi thì mình đảm bảo là sang con 13 mà có 120Hz thì nó sẽ mượt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Trải nghiệm màn hình 120Hz phải nói là nó thực sự cực kỳ sướng. Có một cái tin đồn rò rỉ khá đáng tin cậy gần đây đến từ Max Wenbeck, đọc tên ông này đúng nhỉ? Hình như thế. Thì đó chính là cái tính năng Orion Display ở trên iPhone 13. Đó. Thì đây là cái tính năng Android cũng có từ rất là lâu rồi, thì nó sẽ rất là giống so với Apple Watch Series 5 và Apple Watch Series 6. Đấy là màn hình của iPhone thì nó sẽ sáng mờ mờ lên thôi để nó hiển thị được cho mọi người thông báo, hiển thị cho mọi người được cái pin. Thì nó cũng chính là một phần công nghệ đến từ cái tấm nền LTPO kia. Tính năng này đối với mình thì cũng rất là khả thi. Bởi vì sao? Bởi vì Apple đã ứng dụng cái Orion Display này ở trên Apple Watch được tận 2 đời rồi. Do đó thì việc iPhone đời tiếp theo có cái tính năng này thì cũng là cái điều rất là dễ hiểu và cũng rất là đáng mong chờ, đúng không? À, có cái này thì cũng là một cái tin rất là mới này, nhưng không biết là anh em có để ý hay không. Đấy chính là về MagSafe. Đó, thì một số nguồn tin có cho biết đấy là MagSafe ở trên iPhone 13 chuẩn bị ra mắt vào năm nay thì nó sẽ có cái độ hít dính nó chặt hơn. Cái nam châm bên trong cái mặt lưng của máy nó sẽ dày hơn và lớn hơn. Thì không biết là liệu nó có ảnh hưởng gì đến cân nặng hay là đến độ dày của iPhone 13 hay không. Nhưng mà chính cái việc là có một cái MagSafe dính chặt hơn thì nó lại vô tình nó củng cố thêm cái tin đồn đấy là iPhone sắp tới sẽ có ít nhất một mẫu loại bỏ hoàn toàn đi cổng sạc và chỉ sử dụng là MagSafe. Thì không biết anh em cảm thấy điều này như thế nào. Nhưng đối với mình ý, cái MagSafe hiện tại nó dính không chặt lắm thôi, mà đây mình vừa mới dính vào con máy của mình nhá, mà nó đã tạo ra những cái vệt tròn tròn như thế này. Đó, không chỉ riêng gì cái dây sạc MagSafe, các bạn dùng ốp MagSafe mà nó dính thì nó cũng sẽ ra hình tròn này trên lưng máy. Thì không hiểu là nó dính chặt hơn thì về lâu về dài nó có ảnh hưởng gì đến cái mặt lưng của máy hay không.
Đó, và còn cái iPhone không cổng sạc. Chả lẽ bán ra bốc hộp có mỗi cái máy không? Nhưng mà nghe nó cũng Apple phết đấy. Nhờ, một vài thay đổi đáng kể khác đấy chính là những cái tin đồn về việc iPhone mới sẽ có tai thỏ nhỏ hơn. Cụ thể là cái chiều rộng thì nó giữ nguyên, nhưng mà cái chiều dài của tai thỏ thì nó sẽ nhỏ lại một tí. Thì đối với mình nó không phải cái mình quan tâm nhiều lắm, bởi vì thật ra thì nó có nhỏ đi ít nhiều thì nó vẫn có cái tai thỏ ở đây thôi, nó cũng không biến mất được. Với cả việc nó chỉ nhỏ đi một tẹo thì về cái trải nghiệm người dùng chúng ta cũng sẽ không đủ để mà nhận ra được. Nhưng có một cái tin đồn khá là hay nữa, đấy là iPhone mới sẽ có cảm biến vân tay được đặt ở bên trong màn hình. Thì cái này mình khá là hoài nghi này, 50-50. Bởi vì sao? Vì như mọi người đều đã biết nhá, mới gần đây Apple đã tìm được cách để mà giải quyết được cái vấn đề là Face ID sử dụng cái khẩu trang, đấy là unlock bằng Apple Watch. Đó, cái điều này nó rất là hay, lại còn gạ được một lố anh em iFan là đổ xô nhau đi mua Apple Watch, gia tăng được cái doanh số của Apple. Đấy, đúng không? Thì tội gì lại phải đưa ra giải pháp để mà người ta thôi người ta không đi mua Apple Watch nữa, đúng không? Nhưng mà nếu như mà nó có thật ấy, thì đây là một cái cũng rất là hay và mình cũng đang rất là mong chờ để xem là vân tay dưới màn hình của Apple thì Apple sẽ làm như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng không cao, bởi vì việc đưa vân tay vào màn hình nó còn sẽ ảnh hưởng đến cái việc nó gọi là chi phí sản xuất nữa. Mà Apple thì cứ cái gì cắt được chi phí là mấy ông cắt sạch. Phủ sạc tai nghe còn vứt cơ mà, làm gì có chuyện hào phóng thế, đúng không? Ngoài ra thì Ming Chi Kuo, ông này thì cũng quá nổi tiếng rồi đúng không, cho biết là Apple đang thử nghiệm, cái này thú vị này, đang thử nghiệm một cái nó gọi là cái tản nhiệt buồng hơi vapor chamber đó, đọc na ná như vậy, ở trên những thiết bị iPhone. Thế là cái tản nhiệt buồng hơi này một lần nữa nó cũng không phải là mới, Android phone đặc biệt là mấy con gaming phone ấy nó đã có cũng rất là lâu rồi, nhưng mà mình nghĩ cái việc đấy cũng rất là khả thi. Bởi vì sao? Vì mọi người đều đã biết ấy, đấy là con chip A14 ở trên iPhone 12 có một cái vấn đề về quá nhiệt có thể nói là khá lớn ấy, và cũng rất là nghiêm trọng. Không những nó khiến cho hiệu năng bị tụt giảm, nó còn khiến pin của máy cũng tụt như tụt quần. Do đó thì vấn đề về tản nhiệt cũng sẽ là một trong những cái vấn đề rất nan giải mà Apple nên tìm cách giải quyết sớm. Mới gần đây nhá, cũng đã dò dỉ điểm hiệu năng của con chip A15. Và sơ bộ mọi người có thể nhìn thấy điểm số là nó cũng không chênh nhiều so với A14 là mấy. Không biết là liệu có phải là con A15 cũng đang bị quá nhiệt hay không. Đó, nhưng mà nếu như iPhone năm nay mà có cái tản nhiệt buồng hơi bên trong máy thì thực sự phải nói là một trong những cái điều mà mình nghĩ anh em đang rất là mong chờ, đặc biệt là mấy ông game thủ thường xuyên cày game ở trên iPhone. Cuối cùng thì nó sẽ là về camera. Mình cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như mà iPhone 13 nó không có quá nhiều nâng cấp về mặt camera. Nhưng mà tuy nhiên thì sẽ có một cái điểm đáng chú ý nhất, đó chính là camera góc siêu rộng sẽ được update, sẽ có cái khẩu độ lớn hơn là f1.8. Thì mọi người đều đã biết rồi, từ trước đến nay thì ống kính siêu rộng ở trên iPhone nó thường cho cái khả năng quay phim chụp hình nó khá là tệ, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Mặc dù là iPhone 12 đã bổ sung thêm cái tính năng gọi là chụp đêm cho ống kính góc siêu rộng rồi, nhưng mà đối với mình thì cái ống kính này nó vẫn khá là kiểu vô dụng ấy. Thì việc có một cái khẩu độ lớn hơn thì nó cũng sẽ là một trong những cái rất là đáng mong chờ ở trên iPhone 13. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái khả năng quay phim xóa phông và tùy chỉnh khẩu độ trực tiếp. Thì có một cái điều thú vị là iPhone 12 cũng đã làm được rồi. Mọi người để xem lại video trên kênh, mình đã từng hướng dẫn mọi người cách quay phim xóa phông đồng thời ở trên những thiết bị iPhone 12 Pro và Pro Max rồi. Đó, do đó thì đây cũng sẽ không phải là một cái tính năng mà mình mong chờ nhiều lắm, nhưng mà có một cái tính năng nó cũng khá là kiểu mang tính chất marketing, cũng mới bị dò dỉ, không biết có thật hay không. Đấy chính là tính năng gọi là chụp hình mặt trăng, chụp hình sao sủng các thứ. Về cơ bản là khi mà chúng ta giơ cái máy lên trời chụp thì máy nó sẽ auto nhận ra là chúng ta đang muốn chụp sao, thì nó sẽ tự động phơi sáng, tự động zoom để chúng ta có thể chụp được những tấm hình sao trời nó làm sao thật là đẹp nhất. Không hiểu là có này để làm cái gì, nhưng mà biết đâu đấy. Và đó là toàn bộ những thông tin mới nhất, hot nhất vừa mới được dò dỉ về iPhone 13. Thì mọi người cảm thấy sao? Không biết mọi người để ý hay không, nhưng mà từ đầu đến giờ những cái thông tin, những cái tính năng mới mà mình có update cho mọi người ấy thì đa phần là Android đều đã có rồi. Đó, thì không biết là Apple sẽ làm như thế nào để mà có thể cạnh tranh được, để mà làm cho nó xịn sò hơn, hay là lại có một cái màn gọi là tái định nghĩa tính năng gì đấy hay không. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào khoảng cuối năm nay khi mà iPhone 13 chính thức ra mắt. Sắp tới thì cũng sẽ có khá là nhiều thứ thú vị đấy. Ví dụ như là có một vài tin đồn cho biết là vào tháng 3 thì sẽ có một cái sự kiện trực tuyến của Apple ra mắt iPad mới này, ra mắt AirTag này, ra mắt AirPods mới này. Đó, do đó thì đặc biệt những anh em nào mà đang định mua AirPods ấy thì có thể tạm chờ đợi một tí nữa, thêm một tháng nữa, biết đâu nó lại ra AirPods 3 hay là AirPods Pro mới thì sao. Đó, và sắp tới thì chúng ta sẽ còn có cả iOS 15 nữa.
một năm sôi động thì cũng đã chính thức bắt đầu rồi. Vậy thì anh em cảm thấy sao? Và đừng quên click ngay đường link ở phía bên dưới để tham khảo ngay iPhone 12 mới giảm 4 triệu cực kỳ thơm tại chuỗi thống của Snapdragon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Thôi, lại thông lệ mỗi năm, iPhone 13 ra thì lại đi mua thôi.